Nào, vào đi em. Ba lần chuyển chỗ rồi. Đúng. Xuống xuống. Xuống cả đôi luôn. Đấy, con này này, cũng cánh ra cơ. Đấy. Đây rồi, nhau tìm đường xuống rồi đấy. Mấy năm rồi quay lại chỗ này. Ừ, con ngoài đằng xa ấy. Đấy, con mồi của anh à. Con của em nó vẫn sục lắm, nó đéo chịu. Nó hơi sục này, khó bẫy lắm. Bộ tỏ nhỉ. Ngồi xa đây mà. Nhìn mãi nó ải mắt mà nó gác tay. Nói mãi vài cái tim nó ải. Ông năm nay đến 80 tuổi chưa không? Ừ, hơn 80 rồi. À, thế ông vẫn khỏe nhỉ? Khỏe gì? Thế nó khỏe không ạ? Tôi sinh năm 37. Và... tâm tình năm 33. Hôm nay mình để ở cái bới tre đằng kia anh em ạ. Xong rồi nó gần đường đi có phải chuyển ở đây này anh em này. Chuyển cái xoan đây. Hy vọng nó sang nó đấu. Hôm nay cặp lúc nãy nó khá say rồi. Ché rồi, mồi ché rồi anh em ạ. Nó về luôn. Đâu ấy nhỉ? À đây anh em ạ. Đây về luôn. Chuyển chỗ ngay về luôn anh em ạ. Chưa kịp bật máy lại che. Chưa dám xuống anh em ạ, cứ đứng đây hót đây. Còn mà con mái đi đâu ấy. Khá là mau mỏ đấy. Đấy, sáng đấy. Xuống đấu đi. Mồi ché rút xuống rồi anh em ơi. Nhưng mà nó đâu rồi. Đây đoạn cuối rồi. Đây rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Hơn tiếng rồi đấy. 2 tiếng rồi. Mồi đang rất nhẹ. Nhau, đây rồi. Anh em ạ. Mồi già bắt đầu dê rồi đấy. Úi, cái gì à? Dụ sáng quá, con này khôn ghê. Có mái che luôn. Trống rồi này. Hai lần chuyển chỗ rồi anh em ạ. Ừ, một cặp nữa kìa. Cặp kia. Bày đi vậy lại bày về suốt rồi. Nâu quá rồi đấy. Đây rồi, đẹp rồi anh em ạ. Ngoài chế ngắn quá.
mồi già rồi. Giờ chỉ ve nhau thôi anh em ạ. Neo lên đi. Phản quang quá. Mệt rồi. Nắng quá. Tầm chỉ ghẹ nhau thôi anh em ạ. Đánh trộm thôi. Ôi còn con. Lên đi, lên đi. Ui cặp con gái. Này con cu gái nó bay đến đấy chứ này. Khăn được rồi. Anh em kể bây giờ cái cặp con chim này nó khá là khôn, mình phải vừa mới treo chuyển chỗ này, từ đây này, từ canh xoan này giờ lại chuyển vào cây sung rồi anh em ạ, nên nó hơi khó xem. Tí là mình ra đằng kia mình xem quay xem nó có được không anh em nhá. Đấy, mồi vẫn đang gọi rất là tốt. Buổi trưa này anh em đây phải đi ra lang thang làm chai nước uống, chả biết được hay không, nhưng mà cứ được đi lang thang ra những các bụi tre bờ ao như này là vui rồi anh em ạ. Được buổi thì càng vui hơn. Thì tí nữa mình sẽ đi ra kia mình quay thử ra kia xem anh em nhé, xem có được không. Đấy, nó bây giờ nó di chuyển lên bụi tre này hết rồi. Đấy, về luôn rồi anh em này. Mình chuyển chỗ cái nó về luôn này anh em này. Thôi lại lên rồi. Đấy, mồi ché rút rồi đây anh em. Thôi lại lên rồi. Mà tài quá. Đúng lúc cái cành nó lấp mồi. Sợ thật anh em ạ. Này, mình đứng xa lắm mọi người nhé. Này. Không có chỗ treo mới điên nhỉ. Treo đấy nữa. Con này nó rất là khôn. Chắc nó trờn nồng hay sao. Ôi ôi ôi. Trời ơi. Loạn lên anh em ạ. Mồi lấp hết cả lá. Trời ơi, mồi tưởng đá. Toàn đá rồi anh em ạ. Trời ơi, đánh ngửa đấy. Quả đá trượt rồi đấy. Đâu đấy. Nói mồi ché rút rồi. Ché nó hút. Đâu. Thôi anh em ạ, lại muộn rồi. Đến giờ làm rồi. 2:20. Hơn 2 tiếng luôn chả vào anh em ạ. Thôi để hôm khác vậy. Chim con này khá cuốn rồi. Bay kìa anh em kìa. Đến tất tre một dãy luôn. Đấy, lại đấy lại sang rồi đấy. Rồi đợi một tí nữa. Vẫn phải ra hạ để xuống anh em ạ. Này, hẹn hôm khác vậy. Ngồi vẫn gọi. Rồi, xin chào anh em. Để trưa mai mình sẽ quay lại thu phục em này nhá. Rồi nó bay tất lên bụi tre kìa rồi.